Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bi-a và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một giải đấu quy mô lớn dành cho các cờ thủ nữ. Hầu hết những hot girl của làng bull nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đều đến tranh tài tại câu lạc bộ Q7 quận Tân Phú. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, kích thích phát triển phong trào Bi-a bull nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho các vận động viên bull nữ tại thành phố và các tỉnh thành. Tại vì rất là ít giải đấu dành cho nữ trong Việt Nam mình, cho nên nhiều lúc tôi phải tham gia những cái giải giống như của nam để cọ sát, để trau dồi kiến thức cho mình. Giải diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 6 theo thể thức đấu vòng loại 2 mạng, từ vòng 16 thi đấu loại trực tiếp. Ngoài giải thưởng 20 triệu đồng cho nhà vô địch, ban tổ chức còn trao giải hoa khôi của giải.